Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai lại việc thực hiện các gói hỗ trợ dịch bệnh tại địa phương. Nhiều quán ăn tại Thành phố Hồ Chí Minh dọn dẹp chờ ngày phục vụ khách tại chỗ. Nhiều quán ăn tại Thành phố Hồ Chí Minh dọn dẹp chờ ngày phục vụ khách tại chỗ. Hình ảnh bà con miền sông nước tất bật những chuyến đánh bắt sản vật chỉ có ở miền Tây Nam Bộ. Kính chào quý vị khán giả đang đến với Chuyện Trưa 12 giờ. Trưa nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện cuộc sống đáng chú ý của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó có chuyện khắc phục lũ của bà con Quảng Ngãi sau nhiều ngày bị cô lập. Cũng như là câu chuyện của bà con miền Tây sông nước đang tất bật đánh bắt các sản vật vào mùa nước nổi. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng đến với những thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các đợt hỗ trợ cho người dân giữa dịch bệnh là chính sách nhân văn của Thành phố Hồ Chí Minh. Những mong số tiền này kịp thời đến với những lao động thất nghiệp, người dân khó khăn. Thế nhưng đã có tới hơn 700 người tại Hóc Môn đã khai báo không trung thực để trục lợi chương trình hỗ trợ này. Không chỉ ở Hóc Môn mà ở Gò Vấp và quận 11 cũng cho biết đã phát hiện tình trạng này. Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố cho biết đầu tháng 11 tới đây sẽ tổ chức 3 đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ tại các địa phương. Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua rà soát đối chiếu trên hệ thống dữ liệu riêng của huyện này đã phát hiện 713 trường hợp kê khai không trung thực để nhận tiền hỗ trợ đợt 3. Theo bà Châu, với app riêng do Hóc Môn đang vận hành, người dân có thể trực tiếp tra cứu thông tin cá nhân cho biết họ có nhận hỗ trợ đợt 3 hay không. Đồng thời, app cũng giúp cho các xã trực tiếp theo dõi tiến độ chi của các đội chi được hiển thị ngay trên app. Tuy nhiên, nhiều trường hợp cố tình sử dụng cả chứng minh nhân dân và căn cước công dân để đăng ký ở hai xã khác nhau thì khó phát hiện. Việc đối chiếu rà soát sau đó mới phát hiện ra. Theo thông tin từ huyện Hóc Môn, đa số các trường hợp đăng ký khống phát hiện tại các xã Bà Điểm, Xuân Thới Đông, Xuân Thới Sơn, Thới Tam Thôn, Đông Thạnh, Tân Xuân. Với những trường hợp vi phạm này, huyện kêu gọi người dân tự giác nộp lại tiền cho ngân sách trước ngày 27 tháng 10. Sau thời gian trên, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an huyện Hóc Môn cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án một số trường hợp gian lận tại xã Ba Điểm. Sau nhiều ngày trở lại bình thường mới, hiện tại các dịch vụ ăn uống tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nóng lòng chờ đợi các quyết sách từ chính quyền thành phố trong việc cho phục vụ tại chỗ. Mặc dù chưa có thông báo chính thức, chỉ mới nghe phong thanh mà thôi, nhưng nhiều hàng quán đã rục rịch dọn dẹp chờ đón ngày được phục vụ khách trở lại. Nhiều chủ hàng đã rục rịch dọn dẹp để chuẩn bị trong sự vui mừng và cả lo lắng. Cũng chưa có dự định gì, tại mới có quét dọn lại cũng như làm lại một hai cái bàn thôi. Còn đồ ăn thì cứ chưa chuẩn bị gì hết, cũng bán bình thường giống như ngày còn dịch vậy thôi. Còn nếu mà để bán từ từ coi khách lượng như thế nào thì mình phải tăng lên. Chị Trần Bé, chủ quán bánh cuốn Hồng Hành nổi tiếng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, nôn nao chờ đợi thông tin chính thức từ thành phố về ngày được mở bán tại chỗ trở lại. Suốt 5 tháng đóng cửa, sau đó được bán mang về, chị Bé và nhiều nhân viên nhớ cảm giác bàn ghế đông vui khách khứa, vui vẻ trò chuyện. Chủ quán bánh cuốn Hồng Hành cho biết đã không dưới 3 lần dọn rửa vì những tưởng đã được bán tại chỗ trong suốt thời gian vừa qua. Chị đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi đó, chỉ chờ được là thông tin mà chính xác nhà nước sẽ cho bán lại ngày nào là chị sẽ bán lại luôn. Tất cả đều sẵn sàng hết rồi. Và chị sẽ bán ít món thôi, tại vì là sợ cái lượng mình bán đi nó cũng chưa được nhiều á. Bây giờ hiện tại thì nhân viên vẫn chưa về thành phố lại hết cả đâu. Tương tự như chị Bé, anh Trung Hiếu, chủ quán Làng Cua Đồng Cơm Gia Đình, đặc sản món Bắc ở phường Đa Cao, quận 1, cũng cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ cần thành phố cho phép, sẽ có thể đón khách trở lại. Hiện tại thì bây giờ là anh cũng đã sẵn sàng hết, nói chung là về cái vấn đề nguyên liệu rồi là vấn đề là dọn dẹp quán, các thứ như là anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Trước dịch thì anh có là 11 nhân viên, bây giờ thì anh còn lại là 7. Thì là cuối năm anh nghĩ là vẫn chưa trở lại như là trước dịch, nên là hiện tại bây giờ anh vẫn có thể là đáp ứng được. Đã hơn 4 tháng dịch vụ ăn uống tại chỗ bị gián đoạn, hơn bao giờ hết, các chủ hàng quán tại Sài Gòn luôn từng ngày mong mỏi được phục vụ thực khách ăn uống tại chỗ để có thêm nguồn doanh thu nhằm chi trả cho các chi phí khác nhau. Ngoài sự phấn khởi, các chủ hàng quán đều hiểu rằng thành quả chống dịch ban đầu mà ngày hôm nay Thành phố Hồ Chí Minh đạt được là quá trình rất dài và gian nan của cả chính quyền và người dân. Và chính vì vậy, dù được phục vụ ăn uống tại chỗ, việc bố trí bàn ghế vẫn phải tuân thủ giãn cách và quy tắc 5K phải được đặt lên hàng đầu.
Boy Sodamix nhập khẩu nguyên hộp từ Pháp, dùng tốt cho những người bị viêm da cơ địa, chàm ngứa, tổ đĩa. Sodamix giúp giảm nhanh các triệu chứng ngứa, sưng sùi, bong chóc da và ngăn ngừa tái phát viêm da hiệu quả. Sản phẩm được bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Viên uống hỗ trợ trắng da Ritana làm mờ sạm nám, trắng da toàn thân, chống nắng từ bên trong, làm chậm lão hóa da, tự tin tỏa sáng như hoa hậu. Ritana bật tông trắng hồng làm mờ sạm nám. Thành phố du lịch Đà Nẵng hiện đang nỗ lực kích cầu du lịch. Nhiều khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp đang mạnh tay giảm giá, tung nhiều ưu đãi để thu hút khách ở phân khúc hạng cao cấp. Đây là cơ hội cho người dân có thể trải nghiệm những dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng hạng sang với mức giá thấp hơn ngày chưa có dịch. Đơn cử khu nghỉ dưỡng Furama đang tung ra gói ưu đãi giảm giá 15% trên dịch vụ ăn uống áp dụng đến tháng 2 năm 2022. Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort cũng đã có gói khuyến mãi cho khách hàng đến nghỉ dưỡng đến hết tháng 10 năm nay. Theo đó, nghỉ qua đêm tại đây có giá 4,2 triệu đồng một khách, kèm theo suất ăn trưa hoặc là tối, hơn 1 triệu một suất và được tặng thêm 1 triệu đồng tiền phòng để chi tiêu tại chỗ. So với trước đây, khách được giảm đến 35%. Ông Lê Ngọc Nhất, Phó ban quản lý di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn cho biết, khu di tích danh thắng đã mở cửa đón khách trở lại từ ngày 18 tháng 10. Để kích cầu du khách, khu danh thắng này miễn phí vé tham quan cho khách từ nay đến hết năm 2021. Có không ít tour trọn gói dành cho gia đình và đi theo nhóm giá chỉ khoảng từ 1 triệu một khách vẫn được ở tại khách sạn 5 sao so với ngày chưa dịch là được giảm đến 50%. Vụ việc chìm xà lan trên sông Gò Gia, xã Thành An, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh vào khuya ngày 23 tháng 10 đến sáng nay thì các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. Lực lượng chức năng đã xác định được vị trí xà lan chìm dưới đáy sông, cách vị trí neo ban đầu khoảng 60 mét. Xà lan khoảng 800 tấn gặp sự cố chìm ở sông Gò Gia, xã Thành An, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23 tháng 10. Thời điểm chìm, tổng cộng có 5 người trên xà lan, tuy nhiên 4 người kịp nhảy xuống và bơi vào các phương tiện khác thoát nạn. Do chìm nhanh nên còn một người bị mất tích, nghi mắc kẹt trong cabin xà lan. Phòng PC07 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng với chính quyền, công an huyện Cần Giờ và nhiều đơn vị khác đưa ra phương án cứu hộ tìm kiếm người mất tích. Việc lặn tìm diễn ra từ sáng sớm ngày 24 tháng 10, có 18 cán bộ chiến sĩ được huy động xuống hiện trường. Trong đó tất cả đều là người nhái, dày dặn kinh nghiệm vì hiện trường cực kỳ nguy hiểm. Các chiến sĩ thay phiên nhau lặn tìm vị trí xà lan chìm và người mất tích. Gần 2 ngày nỗ lực, đến 12 giờ trưa ngày 25 tháng 10, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí xà lan chìm, cách vị trí neo ban đầu khoảng 60 mét. Chỉ huy tại hiện trường đã nhanh chóng triển khai phương án điều người nhái xuống mò trong cabin xà lan. Tuy nhiên, sau một thời gian nỗ lực lặn mò, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy người mất tích. Sáng nay, công tác này vẫn đang tiếp tục. Áp thấp nhiệt đới đang ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận cũng như các tỉnh Tây Nguyên trong hôm nay và ngày mai. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung ương, các địa phương sẽ có thể đối mặt với những đợt mưa lớn. Trong những ngày qua, bà con tại các tỉnh miền Trung vẫn đang phải dọn dẹp khắc phục nhà cửa sau những ngày bị cô lập do lũ, ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi. Lũ tàn để lại bùn non, đóng thành lớp. Người dân nơi đây phải tốn khá nhiều thời gian, công sức để dọn, làm sạch. Sống ở chỗ lụt thì thiệt té ra rồi cũng chuẩn bị. Nhưng mà quá, cái sự nhanh quá cho nên là trở ta không kịp. 6 giờ hôm qua là bắt đầu chuyển bò, chuyển người. Là yếu rồi đuối rồi đó là coi như chuyển đi hết. Không có ở lại. Ngoài dọn dẹp nhà cửa, người dân còn tập trung dội sạch đường xá để tiện cho việc đi lại, phòng tránh việc té ngã do trơn trượt. Dọn ra nhà ra sạch mà cái đường nó dơ rồi nó cũng thôi vậy nhòi như vậy thôi. Cố gắng dọn ra tới hồi này. Các cái hộ dân ở tại xóm Xoa là cái xóm mà ngập sâu nhất này. Thì sáng nay mới bắt đầu nước rút, người ta bắt đầu dọn lụt và chúng tôi cũng có cử một cái đội trong cái đội đội tình nguyện đó thì có một cái đội là chuyên ở đó để mà chờ các cái tổ báo lên là có cái gia đình nào mà có cái yêu cầu dọn dẹp thì khắc phục lũ lụt. Theo số liệu thống kê, có hơn 500 hộ dân với hơn 1.600 nhân khẩu ở xã Bình Minh phải di dời đến các trường học và các địa điểm khác để tránh lũ. Mới nay trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh ba chú robot cùng nhảy bài Covid nhanh đi đi khiến rất nhiều người thích thú. Và để tìm hiểu rõ hơn về những chú robot này, phóng viên của Chuyện Trưa 12 giờ đã đến trường Đại học Bách khoa Hà Nội để xem cách các giảng viên ở đây dạy các bạn robot nhảy múa như thế nào. Xoa bàn tay, xoa sạch đi vì còn hạnh phúc khi đau trao, quên buồn đau, không được nghĩ được.
Những chú robot xuất hiện trong video là NAO V6, được dự án nâng cao chất lượng giáo dục đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, nghiên cứu, quản trị đại học và quản lý dự án của các trường tham gia. Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên các bạn sinh viên chưa thể đến trường. Vì vậy, các thầy cô trong khoa cơ, điện tử đã nghĩ ra sáng kiến sử dụng robot để tạo nên món quà độc đáo dành tặng sinh viên. Năm nay là do đại dịch COVID nên là chúng ta có những cái khó gặp mặt trực tiếp sinh viên. Thì tất cả những cái việc mà khi mà các thầy có ca hát, nhảy múa gì đó ở trên hội trường ấy, thì nó cũng rất là lâu rồi và gần như trường nào cũng có thể làm được. Thì Bách Khoa luôn muốn mang đến cái đặc sản riêng của mình. Đấy là những cái dự án liên quan đến cái technology, có nghĩa là về kỹ thuật hàng đầu của cả nước. Nên là nhà trường đã quyết định và bộ môn cũng đã quyết định đưa ra một cái bài chào mừng liên quan đến cái robot nào. Robot dạng người này để chào đón các sinh viên. Robot NAO mới được chuyển về Đại học Bách Khoa Hà Nội được hơn một tháng. Việc dạy những chú robot này nhảy múa cũng không phải điều đơn giản. NAO đã ngã rất nhiều lần mới có thể thể hiện thuần thục bài múa COVID nhanh đi đi. Cái việc khó nhất của cái bài lập trình khi cho con robot dạng người, dạng humanoid robot đó là khả năng cân bằng. Có thể là chúng ta mong muốn nó di chuyển giống con người nhưng mà độ cân bằng của robot là khá là khó. Do đó là khi mà chúng ta lập trình cho con robot này thì cái việc khó nhất là chúng ta giữ được nó hoạt động một cách cân bằng, không bị ngã, không bị đổ. Những chú robot có chiều cao 57cm và nặng khoảng 5,5kg. Trên thế giới, NAO được ứng dụng trong nhiều hoạt động của con người. Tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, NAO được sử dụng chủ yếu trong quá trình giảng dạy. Trong thời gian tới, các bạn sinh viên sẽ là người trực tiếp dạy NAO thực hiện các hoạt động giống như con người, trong đó có việc dạy tiếng Việt cho những chú robot này. Dreams. Từ nay đến hết 31 tháng 10, khi mua xe Vision, Way Alpha, Airblade, Winner X, nhận ngay hàng ngàn mũ bảo hiểm, đồng hồ Casio chính hãng, hỗ trợ phí đăng ký xe hoặc trả góp lãi suất 0%. Hãy đến hết ngay! Xiaomi 11T Series 5G, quay phim chuẩn điện ảnh. Sting với vị dâu thơm ngon sảng khoái, cùng công thức chứa hồng sâm 4 năm tuổi cho bạn nguồn năng lượng mạnh mẽ. Sting bật năng lượng sống bứt phá. Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình. Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn. Nhà máy thép Tung Hồ sử dụng phế liệu sản xuất thép, hoàn toàn không khai thác quặng sắt từ thiên nhiên, không phá hoại môi trường, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ, giảm thải CO2. Thép Tung Hồ đến từ Đài Loan, bảo vệ bạn và bảo vệ môi trường. Cột Thoái Vương hỗ trợ giảm nguy cơ thoái hóa đốt sống. Cột Thoái Vương hỗ trợ giảm đau lưng và thoát vị đĩa đệm cho cột sống khỏe mạnh hơn. Cột Thoái Vương giúp cột sống khỏe mạnh hơn. Tích Thần Vương thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng suy thận. Thần Vương giúp lợi tiêu. Ích Thận Vương hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng suy thận. Ích Thận Vương giúp bảo vệ thận. Tiêu Khiết Thanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, giúp giảm các triệu chứng viêm thanh quản, mất tiếng, khàn tiếng, để giọng nói trong sáng hơn nhờ có Tiêu Khiết Thanh. Tiêu Khiết Thanh giúp giọng nói trong sáng hơn. Nga Phù Khang thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho chị em chúng mình, hỗ trợ làm giảm các khối u lành tính như u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nga Phụ Khang cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không hiệu quả. Barbie! Wow! Barbie mới, cách mạng trong ngành tả. Công nghệ đột phá tạo nên lõi nén thần kỳ chỉ 3mm. Mềm mỏng không trưởng mà thấm vượt trội, thông thoáng gấp 2 lần. Siêu khó thêm, bé cười giòn bé Barbie! Viêm khớp, thoái hóa khớp, gầy cứng khớp, đau nhức khớp gối, vai gáy, lưng, cột sống, tay chân. Nguyên nhân do lão hóa và cơ thể tự viêm. Sex mới từ Mỹ giúp giảm đau, tái tạo sụn khớp nhờ bảo vệ màng hoạt dịch,
tăng độ bền và dẻo dai cho khớp, làm chậm thoái hóa và bảo vệ xương khớp chắc khỏe, giúp bạn vận động linh hoạt, tự chủ cuộc sống. Rex thế hệ mới giúp giảm đau, tái tạo sụn khớp, bảo vệ xương khớp chắc khỏe. Rex thế hệ mới, công thức đột phá đã tốt, nay còn tốt hơn, chai lớn 60 viên, tiết kiệm ngay 70.000 đồng. Thưa quý vị, với nhiều vùng mùa nước nổi có thể là nỗi lo, nhưng ở miền Tây thì mùa nước nổi lại được mong chờ nhất, bởi nước cứ từ từ dâng lên và kéo về biết bao nhiêu là sản vật từ thiên nhiên ban tặng, cá linh, bông súng, bông điên điển mà không phải nơi nào cũng có. Những ngày này trên các cánh đồng ngập nước vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp, An Giang, bà con đang tất bật những chuyến đánh bắt. Đó không chỉ là mang theo những chiến lợi phẩm làm phong phú thêm bữa cơm gia đình mà còn vừa tăng thêm thu nhập. Hơn hết đó chính là những hạnh phúc bình dị khi được sống trong những ngày bình thường mới. Tại vùng rốn lũ Đồng Tháp 10 có hai mùa đặc trưng, mùa khô và mùa nước nổi. Bà con nơi đây sống chủ yếu dựa vào cây lúa và con cá. Hàng năm sau 2 đến 3 vụ lúa, nhiều gia đình lại bắt tay vào chuẩn bị câu, lưới để mưu sinh mùa nước nổi. Mỗi nhà vài tay lưới hay lờ, lợp để bắt cua, bắt cá là có thể sống khỏe qua 3 tháng nước tràn đồng. Sự hào sảng của thiên nhiên đã ban tặng cho họ nhiều sản vật, trong đó phải kể đến cá linh, bông súng, bông điên điển, những món ăn làm nên nét đặc trưng của miền Tây. Bởi vậy, người miền Tây cũng chân chất, bình dị và lạc quan trong cuộc sống. Ngày chắc cũng 100 ngoài 200, cá linh, cua, có lên thì mình có mừng, có cuộc sống rồi mình kiếm tiền xây xã được. Có nước lên thì lo, chuột, bọ rồi đủ thứ, còn có nước gì thì nó đỡ, có phù sa rồi màng lúa cũng đỡ. Ở đây là nước lên là màng người cá vậy đó. Cá linh chợ thì cũng được mười mấy ký, cá chạch thì được cỡ ký mấy, cá ủ thì cũng được cỡ 30 ký, bán căng cho xe ở ngoài con rảnh vô căng. Mùa nước nổi cũng là mùa của cá linh non, khắp các chợ quê đầu đầu cũng có. Năm nay mùa nước nổi về muộn hơn mọi năm, nước về cũng ít, sản vật trời ban từ đó cũng có vẻ ít đi, nhưng với những người nặng lòng với mùa nước nổi thì vậy cũng đủ vui rồi. Khi những cánh đồng lênh đênh con nước, hay chỉ cần nhìn thấy màu vàng ươm của những cây điên điển, một loài cây chỉ trổ say vào mùa nước nổi, thì đã nghe xôn xao mùa nước nổi. Tại vùng đầu nguồn Hồng Ngự lúc này đã rợp sắc vàng tươi của bông điên điển. Trên chiếc xuồng con chồng chình theo con sóng, bà con lại tất bật hái những sản vật trời ban. Ngày nay, dù điên điển được nhân giống và ra hoa quanh năm, nhưng khó có thể bì lại những cây điên điển mọc trong tự nhiên. Bởi chính loại hoa dại ấy mới mang đầy đủ hương vị của món ăn dân dã miền quê mùa nước nổi. Ngon là bông điển mình nấu canh chua với cá linh non. Đó. Không ấy là mình xào, hoặc có ếch không, mình xào ếch với nó, bòm ếch mình xào với nó ăn cũng ngon nữa. Thì cái mùa nước lên thì tới có bông thì nước vừa tháng 5, tháng 6 á. Mình gặp mấy nước á, thì lên ăn, thì ăn đầu tiên là ngon nhất. Bông đầu tiên là bẻ ăn thấy nó ít gì mà ăn nó ngon. Thì bông điển thì lúc nào ta hái cũng giấc sáng hết trơn. Giấc chiều là bị nó chỗ nó hơi héo, nó tàn. Cùng với bông điên điển, đến hẹn lại lên, mùa bông súng ma nở rộ khắp cánh đồng, tràn đầy con nước chở nàng phù sa. Dù mọc hoang, nhưng nàng tiên ruộng đồng ấy cứ vươn mình ngoi lên mặt nước, tỏa hương thơm ngát khắp cánh đồng. Bởi thế, hễ gặp cọng nào xanh non sẽ được bà con thu hái, để rồi cứ thế, bông súng lại rủ bùng ra phố. Người ta đem tải ra cho mình, ta đi nhổ. Mình đặt ra nhiều ngư, và nhiều ngư, mình đặt ra 4-5 xuồng đó. Mình nhổ rồi đem về. Đem về sáng lên mình đây, đầu tối mình cắt, giờ nào sẵn rồi. Đầu tối 12 giờ kia mình đi. Thì làm nghề này cũng mười mấy năm rồi. Mặn như mùa nước nó không đó, trở về làm nghề này tiền sống mùa nước. Hiện đây dù sản vật mùa nước mang lại không nhiều như vài mươi năm trước, nhưng người dân vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp, An Giang vẫn sống chung với con nước bằng việc đánh bắt, nuôi trồng. Người thì làm phong phú bữa cơm gia đình, người thì chọn đây là kế mưu sinh mùa nước nổi. Kết thúc một đêm mưu sinh trên đồng nước nổi, số thủy sản đánh bắt được sẽ cùng thương lái lên chợ. Những chiếc xuồng lại cập bến, bà con thu xếp ngư cụ và các vật dụng để nghỉ ngơi, đợi khi màn đêm buông xuống lại bắt đầu chuyến đánh bắt mới.
sinh kế của ngư dân vùng lũ cứ thế kéo dài. Trong phần tiếp theo của chương trình, cô gái vừa đi xe vừa uống trà sữa đâm trực diện ô tô. Robot cháu cưng xoa dịu nỗi cô đơn của người già. Hoàng Thùy, Minh Tú làm vơ đét trong show của Trung Thanh Phong. Tiếp tục sẽ là một đoạn clip ghi lại cái kết của một cô gái trẻ. Một tay điều khiển xe đạp điện, một tay cầm ly trà sữa. Tình huống va chạm được camera hành trình của ô tô ghi lại khiến cho người xem không khỏi ngán ngẩm. Trong đoạn clip, cô gái vừa điều khiển xe đạp điện, vừa cầm ly trà sữa mãi mê uống. Vài chuyện gì đến cũng phải đến. Cô gái không quan sát thấy ô tô lưu thông hướng ngược chiều đang chạy tới và đã có pha tông trực diện. Ly trà sữa đang uống bị hất văng ra khắp người cô gái. Thưa quý vị, nói đến tệ nạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì người ta sợ nhất là cướp giật đường phố, những vụ cướp táo tợn mà đạo chích không phân biệt nam hay nữ. Bất chấp giữa đường phố đông người, các đối tượng trong đoạn camera dưới đây vẫn manh động ra tay. Mời quý vị cùng theo dõi. Đoạn clip được một tài xế ô tô chia sẻ từ camera hành trình của anh khi đi trên đoạn đường thuộc khu vực Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Camera vô tình ghi lại được cảnh hai đối tượng nam áp sát từ sau người đàn ông mặc áo trắng. Tên ngồi sau giơ tay giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân, sau đó tẩu thoát. Quá bất ngờ, nạn nhân đã dứt cả xe máy, tính chạy bộ theo nhưng vô ích. Mọi người xung quanh nghe tri hô nhưng cũng không thể làm gì hơn. Thưa quý vị, tiếp tục là một vụ trộm xảy ra tại một khu chợ ở Long Khánh, Đồng Nai. Lợi dụng người bán hàng sơ hở, ngay lập tức kẻ gian xuất hiện trộm đồ. Vụ việc sau đây sẽ là bài học cho các tiểu thương buôn bán tại các chợ ở đề phòng. Khi có việc nên nhờ người trông coi, không được bỏ trống. Theo camera ghi lại tại một kiosk, sau khi quan sát, phát hiện không có người trong bán hàng. Một người phụ nữ lớn tuổi, mặc áo đỏ đi tới, nhanh chóng vào trong sạp, lấy trộm cọc tiền hàng khoảng 10 triệu đồng, sau đó bỏ đi. May mắn, người bán hàng kịp phát hiện và lấy lại nhờ camera quan sát. Người phụ nữ trên đã xin tha và được bỏ qua vì thấy lớn tuổi. Cầu xếp mới, thơm mát ba cực, với sức mạnh làm sạch cùng tác động đánh bay vi khuẩn, cho hơi thở thơm mát dài lâu. Để khi cơ hội ngàn năm đến, là đủ ai cản nổi. Cầu xếp mới, thơm mát ba cực, tự tin sát gần nhau. Bé nhẹ cưng, mẹ phân vân, đi đổi sữa, nên táo bón, vòng lưỡng quẩn, khổng tăng cân. Orgigol đặc chế cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi với HMO, MCT và gấp 5 lần FOS, nay thêm vị váng sữa thơm ngon. Orgigol tăng cân nhanh, ngừa táo bón. Tôi bị tiểu đêm nhiều, tiểu lại khó nữa, đi siêu âm thì bị phì đại tiền liệt tuyến không ạ? Thế thì ông phải dùng Vương Bảo ngay. Vương Bảo có tác dụng hỗ trợ giảm phì đại tiền liệt tuyến, từ đó hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu rác, tiểu nhiều lần. Vương Bảo chuẩn đấy, tiểu đêm và phì đại tiền liệt tuyến của tôi ngon lành rồi. Huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ tiến tới Shopee siêu sale 11 tháng 11, miễn phí vận chuyển không đồng, 11 tỷ xu voucher. Shopee ngày 11 tháng 11 nhận voucher chung căn hộ siêu sale khu sale hết ở Shopee. Cotri Pro dùng cho người bị trĩ nội, trĩ ngoại với các biểu hiện chảy máu, sa quý trĩ, đau rát hậu môn. Cotri Pro với thành phần Sleeperium nhập khẩu từ Hoa Kỳ hỗ trợ tăng sức bền thành mạch, giảm các triệu chứng của trĩ. Sản phẩm hiện có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. The power of dreams. Từ nay đến hết 31 tháng 10, khi mua xe Vision, Way Alpha, Airblade, Winner X, nhận ngay hàng ngàn mũ bảo hiểm, đồng hồ Casio chính hãng, hỗ trợ phí đăng ký xe hoặc trả góp lãi suất 0%. Hãy đến hết ngay! Thưa quý vị, công ty Takara Tomy mới đây đã cho ra mắt loại robot cháu cưng sở hữu công nghệ trí tuệ nhân tạo AI nhằm giảm bớt nỗi cô đơn cho những người già. Robot này đã có mặt trên thị trường Nhật Bản với giá 250 đô la Mỹ, khoảng 5,6 triệu đồng. Có tên gọi là AmiChan, robot cháu cưng này có kho từ vựng lên đến 1.600 từ tiếng Nhật và dùng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để phân biệt từng cụ ông, cụ bà. Người máy nhỏ gọn này cũng có thể hát ít nhất 40 giai điệu và bài hát trước khi hết pin. Cảm giác bế bồng người máy AmiChan sẽ gợi nhắc lại những kỷ niệm khi còn chăm sóc con cháu của mỗi cụ ông, cụ bà. Họ có thể ru ngủ, thay quần áo và chải tóc cho AmiChan. Công ty Takara Tomy cũng đã phát triển đưa cháu điện tử với trí tuệ số giúp giảm sự cô đơn ở những người lớn tuổi tại Nhật Bản. Theo báo cáo của chính phủ Nhật Bản, ước tính có khoảng 36 triệu người là người cao tuổi và 6 triệu người sống một mình tại nước này.
tăng gấp 3 lần tốc độ phân loại bưu phẩm. Đó là hiệu quả mà robot trí tuệ nhân tạo đang mang lại cho dịch vụ bưu chính tại Hy Lạp. Chúng ta hãy cùng khám phá điều thú vị đó ngay sau đây. Trung tâm phân loại bưu phẩm của công ty bưu chính Hellenic Post tại thị trấn Kryoneri ở ngoại ô thủ đô Athens mới đây đã đưa vào sử dụng 55 con robot nhỏ có tên gọi là AMR. Robot 4 bánh này tự động quét mã bưu chính, xác định trọng lượng của bưu phẩm, phân loại và đưa bưu phẩm với trọng lượng tối đa 15kg đến nơi chứa thích hợp. Robot AMR có thể hoạt động liên tục trong 4 tiếng đồng hồ trước khi phải sạc pin trong 5 phút. Cho đến gần đây, phân loại bưu phẩm vẫn là công việc thủ công đòi hỏi nhiều thời gian, lại thường xảy ra sai sót, gây chậm trễ trong giao dịch bưu phẩm cho khách hàng và tăng chi phí cho công ty. Nhờ có robot, tốc độ phân loại tăng gấp 3 lần. Công ty Hellenic Post đã bắt đầu ứng dụng robot như một phần trong chương trình tái cấu trúc về công nghệ kỹ thuật số. Thưa quý vị, đây là bể bơi được tái chế từ thùng container có giá là 27.000 đô la Mỹ, một cái giá không hề rẻ chút nào. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chiếc bể bơi độc đáo này để thấy vì sao nó lại mắc đến như vậy nhé. Hầu hết thùng container vận chuyển được sử dụng một lần sau đó bị loại bỏ, nhưng bây giờ chúng có một mục đích sử dụng thú vị khác, đó là biến thành bể bơi như thế này. Bể bơi container này được thiết kế phù hợp đặt ở sân nhà, bể chứa có cửa sổ và các cạnh vuông cực. Lắp đặt bể bơi container cực kỳ đơn giản và dễ dàng, chỉ mất một ngày, bể bơi container được thiết lập hai chức năng với một tấm ngăn có thể tháo rời để biến hồ bơi thành một bồn tắm nước nóng. Nhờ hệ thống sưởi ấm hiệu quả, bạn có thể bơi vào những tháng trong mùa đông. Hệ thống lọc tia cực tím giúp hồ bơi luôn sạch sẽ, có thể điều chỉnh nhiệt độ bể bơi và chiếu đèn LED bằng smartphone. Nó có thể được lắp đặt trên mặt đất hoặc là trên sân thượng. Bể chứa có thể di động, khi di chuyển đi bạn có thể mang theo hồ bơi. Sau thời gian dài phải trì hoãn các dự án vì đại dịch, nhà thiết kế Trung Thanh Phong mới đây đã đánh dấu sự quay trở lại với show diễn online cùng với chủ đề CTP No. 1. Đặc biệt trong show diễn lần này có sự đồng hành của hai cái tên đình đám trong làng thời trang Việt, đó là Hoàng Thùy và Minh Tú trong vai trò Vedette. Mới đây, Trung Thanh Phong chính thức phát hành bộ sưu tập CTP No. 1 với hình thức online, trong đó Á hậu Hoàng Thùy, Minh Tú diện váy lưới ấn tượng xuất hiện cùng nhau với vai trò vedette trong show diễn. Bộ sưu tập CTP No. 1 được Trung Thanh Phong ấp ủ trong suốt 4 tháng qua với 50 thiết kế dành cho cả nữ và nam, trong đó 30 bộ thuộc dòng thời trang ứng dụng, 20 bộ dòng hall counter và giới hạn. Bộ sưu tập toát lên nét phá cách nhờ cách kết hợp mang tính đối lập như là kim loại với da, vải satin mềm đi với denim cứng cáp. Đặc biệt, show diễn lần này cũng đánh dấu lần đầu Hoàng Thùy và Minh Tú trình diễn trở lại sau thời gian mọi hoạt động của làng giải trí trong nước đóng băng vì dịch. Sau thành công của phim điện ảnh Sông Lan, tới đây thì Liên Bình Phát sẽ chính thức tái ngộ cùng với các khán giả màn ảnh rộng trong một tác phẩm có tựa đề Come and Go. Nói về Come and Go, đây là bộ phim của Nhật Bản sản xuất do đạo diễn Lim Kawai thực hiện sẽ phát hành tại Nhật Bản từ ngày 19 tháng 11. Trong Come and Go, Liên Bình Phát vào vai nam thực tập sinh kỹ thuật đến từ Việt Nam bị cuốn vào vụ án mạng. Do thiếu hiểu biết về văn hóa lại gặp rào cản ngôn ngữ, anh trốn chạy và tạo hiểu lầm với cơ quan điều tra. Diễn viên vui mừng vì tác phẩm sắp được giới thiệu rộng rãi sau 2 năm hoàn thành. Anh cho biết năm ngoái nhà sản xuất muốn mang tác phẩm đến dự Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, nhưng cuối cùng sự kiện không tổ chức. Tôi tiếc nuối vì khán giả Việt Nam lỡ cơ hội xem phim, mong tác phẩm được đón nhận tại thị trường Nhật Bản và các nước khác. Liên Bình Phát sinh năm 1990, được biết đến qua phim Sông Lan, Ngôi nhà bướm bướm, Quý cô thừa kế. Năm 2020, anh hút thêm fan khi tham gia chương trình Running Man Việt Nam và hiện tại anh cũng đang là thành viên của mùa thứ hai với tên Chơi là chạy đang phát sóng mỗi tuần. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Chuyện Trưa 12 giờ ngày hôm nay cùng với Tuyền Tăng và Thùy Dung. Chương trình sẽ quay trở lại vào khung giờ này ngày mai trên kênh HTV7 và HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị hãy nhớ chú ý đón xem để còn cập nhật cho mình thật nhiều những thông tin cần thiết. Còn bây giờ Thùy Dung và Tuyền Tăng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.